Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh của em. Kênh của em là Nguyễn Quy Ruby. Thì trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Nhân dịp giữa tháng 7 thì bên em sẽ cập nhật một số giống cá tập chơi tuyển giống có tại trại của Nguyễn Quy Ruby. Và một số dòng cá có bên trại từ tuyển giống tới tập chơi thì anh chị em đã thấy dòng đầu tiên đó là dòng coi đỏ Guinea. Coi đỏ Guinea thì combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi, thì đầu màu đỏ đỏ nhưng cái nón bảo hiểm để bảo vệ nó đến chị em. Dòng này thì chị em mua về thả thủy sinh, thùng xốp, hồ kính, non bộ thì cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình đó chị em. Thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Coi đỏ Guinea combo 5 cặp chỉ có 150k thôi, thì dòng này phù hợp cho anh chị em mới tập chơi nè. Anh chị em mua về số lượng nhiều thì thả thủy sinh hồ non bộ thì cực kỳ ok luôn, giá cũng cực kỳ rẻ luôn. Coi đỏ Guinea combo 5 cặp chỉ có 150k thôi anh chị em ơi. Tiếp theo là một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, Blue Tarzan nha anh chị em. Blue Tarzan thì bên em sẽ bán đợt này giá rẻ cho anh chị em chơi luôn. Thì combo 5 cặp á, thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 150k. Mà combo 10 cặp á, anh chị em lấy thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 250k luôn. Giá cực kỳ rẻ lên, lên combo siêu khủng cho anh chị em luôn. 5 cặp thì 150k mà 10 cặp thì chỉ có 250k luôn. Combo siêu khủng đợt này luôn anh chị em. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn, anh chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo. Tiếp theo là dòng gồng tím Latium. Rồng tím latium 50k một cặp anh chị em, giá cực kỳ rẻ luôn. Rồng tím latium 50k một cặp. Số lượng cực kỳ nhiều, cực kỳ khủng luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ ok luôn anh chị em ơi. Anh chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Giá cực kỳ ok luôn. Rồng tím latium chỉ có 50k một cặp thôi. Một màu tím mộng mơ, một màu tím thủy chung, một màu tím óng ánh. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình đó, chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì tiếp theo là một dòng cá cực kỳ đẹp mang tên là Full Grip Blue Air, thì 50k một cặp. Dòng này thì được lai tạo từ con Full Grip BDS và con Dumbo Get Tail đó anh chị em, nên ra là Full Grip Blue Air. Nó mang thân mình màu xanh, màu đỏ của con Full Grip BDS và màu xanh của con Dumbo Get Tail. Full Grip Blue Air thì chỉ có 50k một cặp thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp lên chị em ơi, được mang tên là AB Dumbo màu sắc. AB Dumbo màu sắc thì lẻ là 60k một cặp, mà anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, nên chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Thì bên em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng bên kênh của Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản, là chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị em yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, giá cực kỳ ok luôn, cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo là dòng HB Gesort anh chị em. HB Gesort thì chỉ có 80k một cặp thôi, số lượng cũng còn ít. Anh chị em nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Giá thì cũng cực kỳ ok, HB Gesort 80k một cặp. HB Gesort nó khác con HB Ges thì thân mình nó ngắn đó anh chị em, nên tôi kêu là HB Gesort. Giá cực kỳ ok lên, chị em cần thì liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp được mang tên là Dumbo Gestel Latium. Dumbo Gestel Latium thì bên em đi giá combo cho anh chị em chơi là 250k 5 cặp. Lẻ thì 60k một cặp anh chị em. Lẻ 60k một cặp, combo 5 cặp thì 250k. Anh chị em cần thì cứ liên hệ, tai bơi đậm xanh, lưng Latium, bản đuôi đỏ. Số lượng cũng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho chị em. Giá cực kỳ ok luôn. Dumbo Gestel Latium. Đây, xây con máy con Dumbo Gestel Latium anh chị em cần thì liên hệ số điện thoại Zalo. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn giá cho chị em.
Dumbo Get Tail là 60k một cặp, anh chị em combo 5 cặp thì 250k, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Đây là máy con Dumbo Get Tail Latium đó anh chị em, xây sinh sản luôn. Tiếp theo một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, mang tên là Koi Get E tiễn giống anh chị em. Koi Get E tiễn giống thì 100k một cặp, xây máy tương đối bự nha anh chị em. Này có những con máy full lưng luôn anh chị em, giá cực kỳ ok luôn. Dumbo Koi Get E tiễn giống 100k một cặp, anh chị em cần thì liên hệ số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, giá cực kỳ hợp lý rồi. Anh chị em cần thì cứ liên hệ Koi Get E tuyển giống 100k một cặp. Tiếp theo là dòng full gold gibbon full option tay bay bướm nha anh chị em. Full gold gibbon full option tay bay bướm lẻ thì 200k một cặp, combo 3 cặp á, thì là 500k nha anh chị em, giá thì cực kỳ ok luôn. Nếu anh chị em mà lấy combo 3 cặp 500k thì bên em sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em luôn, giá cực kỳ ok, cực kỳ rẻ luôn. Đơn hàng 500k đợt này thì bên em sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em luôn nha anh chị em. Anh chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo, bên em có hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ ok luôn. Tiếp theo là dòng Meta Blue Tail thì 70k một cặp, mà combo 5 cặp á, thì chỉ có 300k thôi. Tính ra nếu chị em lấy combo 5 cặp chỉ có 60k một cặp thôi. Chị em thấy cái vây BDS cực kỳ đẹp không? Bản đuôi BDS cực kỳ đẹp. Thân mình là da gắn. Meta Blue Tail 70k một cặp. Combo 5 cặp á, thì là 350k. Tiếp theo là dòng Dumbo Get Dumbo Bit E Latium tiện giống anh chị em. Dumbo Bit E Latium tiện giống thì 110k một cặp. Và nếu anh chị em bắt 5 cặp á, thì là 500k. Lẻ thì 110k một cặp, mà combo 5 cặp 500k anh chị em. Thấy cái lưng full là tiêm cực kỳ đẹp không? Tai bơi xanh đậm bản đuôi to, Dumbo Beat E là tiêm tiện giống 110k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 500k thôi. Giá cực kỳ ok luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo, bên em có ghim trên góc phải màn hình, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng toàn quốc từ 200k trở lên, phí ship là 40k, phí ship toàn quốc là 40k. Hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi, không tính phí thùng xốp. Anh chị em cần thì liên hệ số điện thoại Zalo, bên em có ghim trên góc phải màn hình. Đen máy con Dumbo Get Tail Latium, em không có quay lên đó anh chị em, mua biết e đó. Tiếp theo là dòng AB Get Go Sighter. AB Get Go Sighter thì là 120k một cặp anh chị em, combo 5 cặp á, thì là 500k. Anh chị em mua về làm giống thì cực kỳ ok luôn. Này nó to nên nó chưa rũ thành rô anh chị em. Anh chị em nuôi về một thời gian thì nó sẽ rũ thành rô. AB người ta mới kêu là AB Get Go Sighter đó anh chị em. AB Get Go Sighter thì 120k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 500k thôi. Tiếp theo là dòng HB Lu BDS Bird Tail. HB Lu BDS Bird Tail là 60k một cặp anh chị em. Cái dòng này anh chị em về thả thì xinh, thùng xốp, hộ kính đều ok, mà đặc biệt thả hồ kính là ok nhất anh chị em. Chị em thấy cái vây BDS cực kỳ đẹp không? Này mình thả hồ kính, mình ngắm, mình đánh đèn, làm thêm ly cà phê chiêu chiêu nữa thì cực kỳ bao phê lên chị em ơi. HB Lu BDS Best Tail chỉ có 60k một cặp thôi. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, nên chị em cần thì liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo là gồng đỏ Latium 50k một cặp, xây là xây sinh sản, lưng full Latium cực kỳ đẹp luôn anh chị em. Rồng đỏ Latium 50k một cặp. Thì bên em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng bên kênh Nguyễn Huy Ruby cực kỳ đơn giản, anh chị em chỉ cần chụp màn hình và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá có bên trại. Anh chị em cần mua loại nào cứ chụp hình và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp chị em cũng được. Thì cuối video đợt này bên em cũng có bán cám thái event 3 năm cho anh chị em chơi, kèm theo cái một hũ gì nè là 50g mà giá chỉ có 40k thôi, hỗ trợ bung vẩy lên màu tốt cho con cá thì giá cũng cực kỳ ok hấp dẫn luôn. Thì bên em chỉ nhận ship cám chung với cá thôi anh chị em, không ship cám riêng lẻ. Ví dụ là anh chị em mua cá đợt này mà cần mua cám thì cứ liên hệ bên Nguyễn Quy Ruby đóng cám chung với cá cho anh chị em, thì bên em sẽ gửi chiếc rễ cám cho anh chị em riêng đó. Thì phí ship nó cao quá, tội nghiệp cho anh chị em. Giá thì cũng hũ cám nó giá trị nó không có nhiều, mà ship riêng lẻ thì tội nghiệp lắm, nên bên em chỉ nhận ship cám chung với cá thôi. Thì hũ cám đợt này nó sẽ trang bị được cho anh chị em tiện lợi, là anh chị em chi cho ăn chỉ cần gắt nhẹ xuống là khỏi cần muỗng. Đây em đang cho cá nó ăn nè, chị em coi không, nó cực kỳ sung luôn, hỗ trợ bung vẩy tốt con cá luôn. Đây một hũ cám thái event 3 năm, là một hũ 50g, giá thì chỉ có 40k thôi.
Hỗ trợ cá bung vẩy lên màu cực kỳ tốt, giá cực kỳ ok. Thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ của kênh Nguyễn Huy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin nhờ anh chị em để lại một lượt like, một lượt bình luận, một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nguyễn Huy Ruby. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ kênh Nguyễn Huy Ruby trong suốt thời gian qua. Nhờ anh chị em đăng ký kênh ủng hộ Nguyễn Huy Ruby. Chúc anh chị em xem video vui vẻ, đăng ký kênh ủng hộ Nguyễn Huy Ruby. Cảm ơn tất cả anh chị em đã xem và ủng hộ kênh của Nguyễn Huy Ruby. Anh chị em có thể liên hệ đặt hàng qua